Kính thưa quý vị, bản tin thứ ba là người Trung Quốc ngày hôm nay rất là lo ngại về hàng hóa không còn trên siêu thị bởi vì vấn đề Covid-19 là bắt đầu hoành hành khiến cho người dân đã phải lo ngại. Và chính sự lo ngại này họ đã mua hết tất cả những hàng hóa có trên kệ bất cứ một cái siêu thị nào, từ dầu, đậu nành, đường, sữa, muối, tất cả đều dường như không còn ở trên các cái shop của các siêu thị lớn tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, người dân khắp Trung Quốc đã đổ xô tới siêu thị để mua hàng hóa tích trữ vì họ lo ngại vào cái cảnh phong tỏa tương tự như ở tại Thượng Hải. Ở tại Bắc Kinh, nơi một số quận đang phong tỏa vài tuần gần đây vì Covid-19, siêu thị ở một số khu vực trong thành phố đã bán hết tất cả những loại giấy toilet, thực phẩm đóng hộp, mì ăn liền và gạo suốt từ 4 ngày nay. Ở Tô Châu, trung tâm công nghiệp cách Thượng Hải khoảng 2 tiếng lái xe về phía Tây, người dân đã đổ xô tới siêu thị để chất đầy lên xe nào là mì ăn liền và các loại thực phẩm khác, gạo, muối, đường, dầu, tỏi, tất cả những thứ nào có thể họ mua được là họ mua hết tất cả. Ngày 13 tháng 4, dường như những người bán hàng không có cái gì để bán. Đây là lời của một người đã đưa ra với phóng viên tại Thượng Hải. Giới chức tại địa phương cũng thông báo là họ sẽ xét nghiệm theo từng quận ở cái khu vực trong thành phố. Do đó, người ta khuyên người dân đừng có vội vã như vậy. Tuy nhiên, giới chức của chính quyền địa phương thì họ nói một đàng mà họ làm một nẻo, bởi vì như là cái sự kiện của đầu tháng 2, khi mà cuộc Thế vận hội Olympic mùa đông xảy ra, họ nói là không có bất cứ một người nào được gọi là bị Covid-19. Tuy nhiên, sau khi mà vừa hoàn tất Olympic, thì con số đã nhảy lên là vài chục ngàn. Như vậy là trong thời gian đó, họ cấm không được nói đến cái chuyện Covid, chứ không phải là không có Covid. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta phải biết rằng những chế độ độc tài, đảng trị luôn luôn họ chỉ biết cái lợi cho họ mà không cần biết đến tất cả mọi người. Cả thành phố đang tích trữ đồ ăn. Người dân Tô Châu đã hỏi trên mạng xã hội sau khi không mua được bất cứ một hàng hóa nào trong siêu thị vào ngày hôm nay. Khi các đợt bùng phát biến chủng Omicron đang diễn ra khắp đất nước, nhiều người ở Thượng Hải đã phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực. Khi người dân đã phải ở cách xa nhà và cách xa những dịch vụ giao thông. Trên mạng xã hội Weibo, người dân đã chia sẻ danh sách cần tích trữ, gồm có bò viên đông lạnh, cá ngừ đóng hộp, kem đánh răng và thức ăn cho thú cưng. Một số người dạy cách trồng rau tại nhà và làm thế nào để có thể tạo những loại đậu hũ đông lạnh. Đó là những điều mà người ta truyền tay nhau. Bây giờ ở trong một tình trạng của một xã hội văn minh, nhưng mà tình trạng thiếu lương thực ở tại Trung Quốc cũng không phải là một cái chuyện khá ngạc nhiên. Bởi vì chúng ta biết rằng với 1.4 tỷ dân, sự kiện này nó xảy ra cũng rất là thường xuyên, không phải riêng gì ở tại Bắc Kinh mà ở các tỉnh thành như ở Tô Châu và Sơn Đông.